bà cá các bạn nha. Dịch này mua thuốc rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Đây là kích nha, nguyên thùng kích luôn các bạn ơi, kích vô thái. Dịch này mua thuốc rất là bất tiện các bạn ơi, nên mình mua cũng số lượng cũng khá là nhiều. Đây, nguyên dòng kích vô thái các bạn ơi, xử lý cho Tết nha các bạn, nguyên thùng 25 kg. Còn đây thì thuốc bệnh, thuốc sâu, thuốc gầy. Đây các bạn, đây là tất cả các dòng thuốc mà mình đã sử dụng nè, Mancolaxy mình sử dụng hồi mùa rồi đó các bạn. Robin là cho con cớm các bạn. Hitbender, đây là Oxin cũng là bột chỉ. Đây là Winter đây các bạn, thuốc bệnh nha. Còn đây Atop Super, đây thì Etiform chặn đọt các bạn ơi, vô thái nha, em thái. Còn đây là bon, mấy cái bon để mình kết hợp với kích vô thái mình kích các bạn ơi. Còn đây là bọ chỉ nha, đây là bọ chỉ gầy Imida các bạn. Một thùng Imida này các bạn là 100 chai nha. Thì cái dòng Imida này là SL các bạn, chứ nó có khác của biệt với cái dòng là OC và cái dòng WB nha các bạn. Cái dòng SC này thì mình sử dụng nó sẽ thấm thấu và nó thấm nhanh nha. Bạn cứ tìm hiểu và sử dụng cái dòng SL này nó sẽ khác biệt những cái dòng OC và WB như thế nào nha các bạn. Còn đây thì rửa nước mưa các bạn, dòng thuốc chiên về hỗ trợ rửa nước mưa nha. Đây Dica dạng nước các bạn, Dica 49 dạng nước nha. Đây là cái dòng thuốc mới các bạn ơi, thì các bạn cũng biết rồi, những dòng thuốc mới thì mình thường là săn đón và mình rất thích là sử dụng nha. Thì thường thuốc mới thì cái chất lượng của nó các bạn cũng đã biết rồi nha. Phụ gia mà để làm nên cái dòng bột á, thì nó hoàn toàn khác với cái phụ gia mà chúng ta đóng cái dạng nước nha. Hai thứ nó đều khác biệt nhau. Có cái phụ gia thì mình làm được cái ở cái dạng bột, và cái phụ gia của dạng bột thì không thể nào mà sử dụng cho cái dạng nước được các bạn. Nên cái phụ gia nó hoàn toàn là khác nhau. Còn thứ này là chổi hộp các bạn ơi. Ở dưới đây thì mấy ký nhíp lô. Đây thì chọi hộp vô thái nha, 10 chai. Lần mua một lần đi lần khó các bạn ơi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.